Thế tính qua ngày hôm qua tôi gì ta? Chơi tới bến luôn hả? Hả? Chơi tới bến luôn hả? Không, ngày hôm qua tôi chạy mướn xe, chạy dịch vụ á. Chạy ra biển hả? Thì chở khách du lịch một rồi vô đó nhậu tới bến luôn đúng không? Hả? Nhậu tới bến luôn đúng không? Không, ngày hôm qua là tôi chở một con bé đi du lịch. Chở có một con bé thôi. Một con bé tôi nói ông là, nhưng mà nếu mà gọi là tại vì tôi tốt thôi á, chứ còn nếu mà gặp một người xấu là nó mệt rồi. Sao mệt? Ông biết mặc cái quần với cái áo nó dính liền với nhau không? Anh có dám làm không? Không phải tụi mình không dám làm, nhưng có cái là cái con mắt của mình nó kiểu mà không tập trung vô tay lái á. À, tại có cái dấu hậu mà. Đúng vô đúng. À, em hiểu lầm ý. Thì bởi nếu mà tôi là người xấu là tai nạn giao thông xảy ra rồi. Ờ, đúng rồi. Nhưng ngày hôm qua là ngày chủ nhật là xe rất là đông. Đúng không? Nó mặc mà nó ngồi ở cái ghế sau á. Ừ. Cái tôi mới thấy mình cứ lâu mình địa mình phải có kiến dấu hậu, mình sợ nó là ăn cướp, mình phải lâu mình địa nó coi nó có. Đúng rồi chứ. Mình không phải để ý phía sau để xem coi khách làm gì phía sau, lỡ người ta lù rút con dao ra sọt bên hồng cái chết. Đúng rồi, ông phải kinh nghiệm vậy. Đó là không phải là mình là này kia, mình để ý người ta là mình phòng thân cho mình thôi. Ừ. Cái bắt đầu tôi chạy được khúc nó lên xe, nó chạy chừng cỡ 10 phút á, cái bắt đầu tôi để ý. Ừ. Tại vì nó hay bấm điện thoại, tôi sợ nó điện gọi cho ai. Ừ. Bấm điện thoại nhắn bắt đầu cái tôi mới lý cái kiến dấu hậu mà gọi để nhìn ra sao á. Ừ. Chu ra cái màu hồng chà bá luôn thần ơi. À. Cái áo nó mặc màu hồng á. Ừ. Đó, màu hồng xuống rồi nhìn cái kiến nó chói mờ luôn. Ừ. Rồi bắt đầu cái tôi mới kiểu như mình không phải là mình gọi cố tình, mình cứ lâu mình liếc qua cái kiểu mà nó hơi ngồi hơi bị hở tí á. Ừ. Thì trong đó ngồi thoáng mát thoải mái đó mà thấy luôn, thấy luôn á. Anh không phải là anh để ý xem rút dao ra không? Đúng. Lúc mà dạng hai chân ra anh tưởng rút dao, anh giật mình, anh nhìn lại. Đúng đó. Anh vô tình thấy thôi chứ không phải để ý. Chính xác luôn, tôi nghe tiếng động tôi mới giật mình quay lại, tại trong xe nó chạy rất là êm. Đúng rồi. Chỉ một tiếng động nhỏ là tôi phát hiện liền. Vô tình thấy tự nhiên cái tay lái tôi rung. Nó rung luôn. Rút ra con dao chà bá lửa đầy hiệp hả? Không, nó không có rút mà kiểu giống như mình thấy cái đó tự nhiên cái phản xạ của một người đàn ông á. À. Tay lái nó rung. À. Tay lái nó rung, nhưng mà tôi là người tốt, một bản lĩnh của một người đàn ông là có bản lĩnh hay không từ cái chỗ đó. Ừ. Quyết định bẻ cái kiến hậu ngước lên. Kỳ á, lỡ ta rút dao ra là sao? Thì vấn đề đó mình không nói, mình dụ như thay vì cái kiến hậu là nó chiếu nguyên cái hậu quý sao đúng không? Ừ. Mình nhóm lên xíu là nó chừng cái bụng ngang bụng nó thôi đi lên thôi. Anh làm không được, anh ngước lên là không được, anh phải ngước xuống. Ngước xuống thấy rõ ông thằng ơi. Ngước xuống đâu thấy được gì đâu. Ngước xuống thì mà ông đâu thấy gì ở dưới, chỉ ngang cái bụng nó lên là nó làm gì mình biết rồi. Ờ. Chở nó đi xong rồi. Đang đi trên đường á đúng không? Ừ. Cái nó kêu anh ơi cho em thay đồ. Đồ. Rồi sao? Trên đường mới có bao nhiêu mấy giờ thôi? Mới trời sẩm tối là cỡ 8 giờ thôi. Ừ. 8 giờ tối á. Kêu anh ơi cho thay đồ. Thôi em ơi thì cần về tới nhà thì em về tới nhà để em thay luôn, chứ giờ trên xe giờ em thay nhìn cũng tự nhiên cái anh với em tự nhiên thay đồ nhìn nó kỳ lắm, nó dị lắm, lỡ ai thấy người ta nói anh sao? Nó không, tại vì có bồ em đang đứng đợi, anh chỉ cần chạy tới đó là em bỏ anh xuống, em xuống là bồ em rước em đi. À. Cắn răng bịt mũi lại nha. À. Bịt mũi nín thở để cho thay đồ. Ừ. Thay đồ xong chở nó tới chỗ đó, bộ rước đi mất, tôi hết việc. À. Tôi đem về. À. Sáng ngày hôm sau anh mới điện cho tôi. Quên bộ đồ trong đó hả? Không, anh nói anh biến thái vừa thôi nha. Sao? Nó nói vậy nè, tính nó nói một câu mà gọi là mình nghe cái câu nghe nó dị ứng luôn. Em có bỏ bịch bánh trong cái giỏ. Ừ. Tại sao anh lấy? Em nghĩ cái bịch bánh gì? Bánh gì? Bịch bánh thì nghĩ là của đồ phụ nữ đó ông thằng. Nhưng mà tôi nói để tôi qua tôi kiểm chứng thử coi là cái trong xe đó có không nè. Thì anh qua anh xem. Chứ bây giờ cái xe đó chủ xe nó đi ra đi làm rồi, nó để xe nó đâu có chìa khóa đâu mà lấy. Mà trong xe tôi thui sao mà coi. Rồi kính ra coi. Đụng đập. Ông đập đi. À giống trong bên nước ngoài đó, dám ăn keo ụt xuống đó. Thôi lỡ nó bị gì vậy, nó đền thấy bà luôn á. Tôi nói rồi được rồi, để chị đừng có nói vấn đề, để tôi qua tôi coi thử mà để chiều tối đi, chứ bây giờ là chủ xe nó đi rồi chứ tôi không có cái giữ chìa khóa. Cái nói ông làm gì không biết, ông lo ông coi đi, nếu mà không đúng á, nếu mà tôi còn bỏ sót trong đó là khi đó ông đừng có nói tôi. À. Tôi đồn á. Em có chiêu rất hay nè. Cái gì? Cách để anh nhìn xuyên qua tường. Em ví dụ nha, ví dụ kính này đi. Em thường kính này là anh đâu thấy được bên trong đúng không? Đúng rồi, đâu thấy đâu. Kính này không thấy. Nhưng mà em nhìn thấy được bên trong. Không thấy được. Thấy rõ như kính thường luôn á. Không, kính này là ông không có thấy được. Em đang nói ví dụ vậy đó. Đang nói ví dụ vậy đó, y dạng như chặn kính như thế này nè. Tự nhiên anh đứng nhìn anh không nhìn bên trong được. Anh phải nhìn sát cái mặt vô, mà anh sát mặt vô thì anh lại thấy mờ mờ. Vậy để làm sao để giúp cho anh nhìn thấy rõ, giống như là kính trong vậy đó. Sao được, chứ không phải, chứ không phải là thấy rõ giống như mình nhìn, mà kính thấy rõ giống như anh đang nhìn qua bên kính trong vậy đó. À, nhìn xuyên qua cái một gọi là miếng kính trong đó đúng không? Đúng rồi. Sao nhìn? Thì cho nên mới có cái chiêu đó. Nếu không có cái chiều đó, để thanh minh cho tôi đi. Ok, để em thanh minh cho. Mất công kêu anh này kia mất công mày lắm. Ông test này đi. Để em minh oan cho. À, ông phải binh. Ê, nếu mà ông minh oan cho tôi á, làm sao tôi chở nó đi. Tôi kêu ông theo. Đúng rồi, để em ngồi em canh đó. Ok, anh sẽ lấy cái điện thoại lên. Ê, nhưng mà cái xe đó là ông nhìn vô không thấy đâu. Xe thấy được hết luôn á. Không có thấy, xe đó nó còn hơn đây nữa đó. Em nói thấy được hết. Được luôn rồi. Thiệt luôn, thấy được hết luôn. À. Anh mở điện thoại lên. Cái này là rất là hay, anh lưu lại sẽ ngày dùng. Rồi mở lên. Anh mở camera lên. Rồi lại camera nữa hả? Ừ. Camera lên. Rồi ok. Nè mọi người nhìn thấy không thấy chứ cũng không thấy gì đúng không? Rồi anh thấy không thấy, thấy gì đúng không? Rồi anh áp cái camera vô. Nó thấy gì không thằng? Anh áp vô. Thấy tôi không ạ? À? À. Anh áp vô. Mà trong nhà không thấy nè. Thì anh áp sát vô. Đù có tượng cái ông kéo xích ra mới thấy rồi đó, thấy không? Thấy rõ được bên trong luôn nè. Thấy các bạn giống à, kéo ra, mật mờ. Đó, có tượng chú, có đồng hồ kìa, mấy giờ đây? 4:20 kìa. Ờ, 4:20 thấy rõ luôn. Ai có bàn ghế trống nữa kìa. Ừ, thấy rõ như kính trong luôn đó. Anh di chuyển anh lắc qua bên kia, anh kéo qua bên kia coi. Là bên này là. Thấy không? Thấy rõ mà. Nè. À. Ôi sao hay vậy ta? Ừ. Mà sao mà nhìn nhưng mà mắt người anh nhìn vô lại không thấy được như vậy đâu. Mà sao cái mắt camera lại thấy? Hả? Đó. Mắt người nhìn vô lại không thấy được đâu. Mắt người anh nhìn vô lại không thấy. Lại không thấy. Ở đó ông quay có thấy không? Quay thấy không? Không. Ông quay thấy không? Cắm mắt camera mới thấy được thôi. Này, tại bè cái này làm cắp mắt camera mà. Nè nè nhìn nè. Ừ. Để tôi quay luôn ha. Ừ. Vô camera nè, quay nè. Thấy không? Không. Thấy không? Thấy rõ luôn đó. Đồ trong nhà cái gì em thấy rõ luôn nha, thấy rõ luôn chứ không phải là thấy bình thường đâu nha. Ê, cái này bỏ nha, cái này tôi thấy bỏ nè. Sao bỏ? Tại vì nhiều cái trường hợp cái dạng như bây giờ những cái khách sạn á, nó làm những cái kính mà gọi là kính đen á. Tại ở trong là ông ở trong khách sạn đó, ông nhìn ra ngoài là ông thấy, nhưng mà ở ngoài nhìn vô không thấy, nhưng mà ta dùng cái chiêu này ta đỡ thấy hai tình nhân ta làm chấm gì sao không thành? Có rèm rồi. Có rèm à? Thấy được đâu. Anh đi nhà nghỉ anh cũng nhảy số vấn đề đó chứ, em thấy đa số ai vô che rèm hết, kéo hết rèm, ai mở rèm để làm gì? Đúng rồi, để tôi đi qua. Anh lo cái gì nữa? À, anh không lo cái HD nó gắn linh tinh trong đó, anh không lo, anh lo ở ngoài chứ. À bật cái camera trong hả? Đúng rồi, HD trong đó anh không lo, anh lo ở ngoài. Chán kinh khủng, anh kéo rèm trong ta vẫn thấy được. À quên á. Thôi bây giờ ông đi về để tôi qua bên kia tôi coi cái trong cái xe nó có không, để tôi điện nói chuyện với nó chứ. Ok nhớ đăng ký bật chuông nha.